Không cần phải tốn đến hàng chục triệu đồng để xây dựng được bản vẽ thiết kế cho ngôi nhà của bạn. Chọn ngay mẫu nhà ưng ý có sẵn từ nhadep30giây.com, kho thư viện mẫu nhà lớn nhất Việt Nam. Hơn 5.000 mẫu nhà đẹp đang chờ bạn. Truy cập ngay nhadep30giây.com. CEO Talks Cafe, bạn có thể bỏ tất cả để tập trung khởi nghiệp, nhưng hãy trả lời câu hỏi, nếu thất bại, bạn sẽ sống ra sao? Đinh Minh Quyền đã để lại ấn tượng tốt ở Shark Tank Việt Nam mùa 2 với tài thương thuyết khôn khéo, sự thông minh và phần trình bày thuyết phục. Để khởi nghiệp, Quyền đang làm 4 công việc cùng một lúc, lấy tiền kiếm được hàng tháng để nuôi Talks Cafe. Bạn có thể tập trung 100% vào startup, nhưng hãy tìm lời giải cho câu hỏi, thất bại bạn sẽ ra sao? Trong cuộc gặp gỡ với chúng tôi, Minh Quyền cho biết thu nhập hàng tháng của anh khá ổn. Từ vai trò CEO của một công ty xuất nhập khẩu, công việc tại ngân hàng và cuối tuần dạy thêm tại Biên Hòa, anh đã dùng tiền anh tự làm ra để xây dựng Talks Cafe. Từ khi xây dựng Talks Cafe, tôi đã không nghĩ đến chuyện kiếm tiền ở đây ngắn hạn vì phải đầu tư lâu dài, Quyền nói. Hiện tại, Quyền đang có 2 quán cà phê tại Biên Hòa, mỗi tháng trả nhân viên, giáo viên và chi phí địa điểm hết gần 100 triệu. Anh sắp bắt đầu với quán thứ 3 với quy mô lớn hơn 2 quán trước. Cái khó là phải quản lý được. Lý do là vì hệ thống của anh cho phép giáo viên và học viên chọn giờ ngày học nên việc điều hành nhiều khi rối. Quyền đã giải quyết được bài toán đó nên theo Minh Quyền, đó chính là lợi thế cạnh tranh của Talks Cafe. Khi đi dạy, nhiều bạn sinh viên hỏi tôi, em có nên bỏ hết mọi thứ để khởi nghiệp không? Tôi lại hỏi, nếu thất bại, lấy gì em sống? Cảm thấy nếu tự tin về startup của em thì em có thể bỏ hết đi, nhưng em có nhận thấy hậu quả thất bại hay không? Gia đình có hỗ trợ em hay không? Em có nguồn vốn nào khác để sống không? Minh Quyền chia sẻ. Hay ví dụ, bạn có 500 triệu đồng, bạn khởi nghiệp rồi thất bại, mất hết 500 triệu mà còn nợ nần. Bạn bắt đầu buồn chán và than vãn về cuộc đời, Quyền nói thêm. Do kỹ năng của từng người, nếu ai đó thấy đúng thì cứ làm và tập trung 100% thì càng tốt. Do kỹ năng quản trị của mỗi người, như Shark Thái Vân Linh nói, trước khi khởi nghiệp, bạn nên đi làm để lấy những bài học và kỹ năng cho riêng mình. Tôi thấy ý kiến này rất đúng, CEO Talks Cafe nói. Bạn có thể về trước 7 giờ, nhưng sau đó đi đá bóng hay đi cà phê với đối tác thì vẫn nên làm. Đó cũng là làm vì công việc. Khi hỏi ra, chúng tôi mới biết Quyền trước kia từng bán hàng Thái Lan, bán mỹ phẩm, phân phối hàng cho The Face Shop. Tôi bán hàng và đều có lời, nhưng tôi nghĩ để làm lớn thì không được. Sau khi làm ngân hàng, mỗi vị khách đưa cho tôi một ý tưởng, bởi khi giải trình, họ sẽ nói cho tôi nghe về dòng tiền như thế nào, lời lỗ ra làm sao, bao giờ thì hoàn vốn, và vì sao nên đầu tư ngành này, đầu tư ngành kia, chàng trai sinh năm 1988 cho biết. Rồi những ngày tháng đi học tiếng Anh ở trung tâm, rồi dạy kỹ năng ở Biên Hòa, Minh Quyền quyết định mở Talks Cafe nhắm tới đối tượng là sinh viên và công nhân. Trước tiên vì tôi thích làm mảng giáo dục, thứ hai, tôi nhận thấy giáo dục rất quan trọng, giáo dục tốt thì đất nước sẽ phát triển. Và thứ nữa là giáo dục không bao giờ suy thoái. Ngày xưa, tôi làm kiếm tiền thôi, còn xây dựng mô hình này để phát triển lâu dài và không tính đến lợi nhuận ngắn hạn. Về câu chuyện có nên về trước 7 giờ tối hay không? Quyền cho rằng tùy từng cách làm việc của mỗi người. Nếu về từ 7 giờ mà sau đó làm được việc khác tốt cho công việc thì vẫn nên làm. Ví dụ, sau 7 giờ bạn đi đá banh, nhưng là đá banh với đối tác. Như vậy, hiệu quả hơn là về nhà sau 7 giờ nhưng ở trên công ty không làm gì. Tùy thuộc vào cách bạn hiểu về công việc và sử dụng thời gian vào công việc. Nếu sử dụng thời gian vào công việc thì sẽ ra hiệu quả công việc. Nếu bạn về nhà nhưng nghe tiếng Trung khi đang cần học tiếng Trung thì cũng là có tác dụng cho công việc. Những kỹ năng đó không được dạy trong trường học, Quyền nói. Theo chàng trai sinh năm 1988, sẽ rất khó cho một founder nếu người ta gửi cho thông tin tài chính, marketing, chiến lược mà không biết nó đúng hay sai. Và một điều nữa là khả năng thuyết trình khi kêu gọi đầu tư. Nếu nói mà nhà đầu tư không hiểu thì làm sao họ có thể bỏ tiền ra đầu tư được. Nguồn thế trần theo trí thức trẻ. Quảng cáo tiếp cận hàng triệu khách hàng mục tiêu tại Độc Đáo TV. Liên hệ ngay dinhastudio@gmail.com, số điện thoại 0964002593.